Chị Cam Dâu xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em tô màu. Cô bé Masa đang vui chơi trong khu rừng này các em. Có một con thằn lằn đang đậu ở trên đầu của cô bé. Đây là đầu. Và cô bé đeo khăn tròn và mặc cái chiếc váy này màu hồng nhé. Phần tóc thì sẽ tô màu nâu. Hoa lá thì sẽ tô nhiều màu sắc cho rực rỡ. Chú thằn lằn này thì sẽ tô màu cam nha các em. Giờ chúng ta cùng thực hiện nhé.
sẽ dùng sáp màu da để tô da cho cô bé nha các em. Vậy là chị vừa tô màu xong cô bé massage rồi các em ạ. Từ sau chị sẽ hướng dẫn cho các em tô màu cô bé massage trầu cây nè các em. Và đừng hái cái quả này, các em nhớ đón theo dõi nhé. Và liên hình ở phía dưới video, các em nhớ đăng ký kênh của chị để được xem nhiều video hơn nhé. Chào tạm biệt các em ạ.